Chiều ngày 31 tháng 12, Đảng ủy xã Phong Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Lư, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy đảng chính quyền xã Phong Hóa đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cùng với sự phối hợp của mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng 635,6 ha đạt 107,02% so với kế hoạch cả năm, tăng 75,7% so với năm 2020. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.270,42 tấn, đạt 113,5% so với kế hoạch thương mại và dịch vụ trên địa bàn phát triển cơ bản ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước thực hiện gần 12 tỷ đồng, đạt 168% dự toàn giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng năm 2021. Trong năm, đã cử 6 quân chúng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. 6 đảng viên học tập lớp đảng viên mới, kết nạp đảng cho 7 quân chúng, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho 22 đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy xã Phong Hóa đề ra nhiệm vụ đó là tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy các tổ chức đảng, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ công chức trong hệ thống chính quyền xã phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để mạnh phát triển kinh tế. Phần đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 8 đến 10%, thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng người trên năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4,1 tỷ đồng, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 99 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, kết năm mới 7 đảng viên. Dịp này đã có 3 tập thể, 26 đảng viên được Đảng ủy xã Văn Hóa tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và một đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục từ năm 2019 đến 2021.